Rồi, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh của mình Biker. Thì bây giờ là hơn 10 giờ đêm rồi, nhưng mình vẫn cố gắng mình quay clip cho anh em để kịp cho anh em sáng mai có clip xem á. Hôm nay mình về cho anh em đó là em Benelli 302S với lại Z300. Hay đó nha, hay đó nha. Mày đóng hai cái cửa kính lại. Đóng hai cửa kính lại cho nó kính, cho khỏi cái âm thanh tạp âm ở ngoài. Rồi, đó là 302S và Z300. Và con Z300 này nói trước anh em là xe siêu đẹp luôn nha. Và đẹp như thế nào thì lát mình quay cho anh em xem. Anh em xem cái clip ha. Thì bây giờ mình sẽ cho anh em coi thực tế cái dáng ngồi trước cho anh em nghe tiếng bộ ha. 302S là cái con xe nó được cải tiến từ Benelli 302. Con Benelli 302 nó chưa có ABS, nó chưa có đồng hồ LED, nó chưa có đồng hồ điện tử. Thì trên con này có hết và những lỗi nó fix hết. Thì giá con này mới khoảng dao động khoảng tầm 120 ra biển Sài Gòn. Và xe này xe biển số Sài Gòn nha anh em, 59A3285 đó. Thì con này là chủ người ta đang đứng ủy quyền mà mình ký về mình để mình rút hồ sơ cho anh em luôn, thì mình bán cho anh em là 64 triệu, là bao rút giấy tờ này nọ hết luôn, không có tốn phí gì hết. Anh em về anh em tốn mấy trăm ngàn bấm biển số mới rồi là xong. Con này báo giá anh em luôn là mình để anh em 62 triệu. Sắp tới mình sẽ về một cái con không có đẹp hơn con này xíu, mình bán 5X thôi, còn con này hơi bị đẹp cho nên 62 triệu. Xíu xíu nữa quay cho anh em báo giá trực tiếp cho anh em luôn ha. Rồi, thì bây giờ cho anh em coi cái kiểu dáng ngồi trước. Rồi, quay gần qua đây xíu. Thì con này á nha, đối với anh em cỡ tầm 1m65 độ xuống 62 tới 617 là có thể đi thoải mái nha anh em. Đó. Rồi thôi, bây giờ cho anh em nghe cái tiếng bồ của em nó luôn. Rất là âm thanh nó giống như bốn máy. Rất là đã ha. Rồi, thì em này thì anh em 1m6 có thể ngồi được nha. 1m6 chỉ đi thoải mái ha. Con này 1m6 là anh em ngồi thoải mái rồi, bảo đảm anh em. Và cái tiếng bô của nó thì xe này xe nguyên zin cho nên nó chả có gì đặc biệt nha. À, không có gì đặc biệt hết. Thì bô zin của Kawasaki thì anh em cũng biết rồi, không có gì đặc biệt hết. Rồi, ok, đây là em nó. Rồi, thì bây giờ tất cả anh em xem clip đi nha. Tất cả các anh em xem clip đi rồi mình sẽ quay tiếp cho anh em review trực tiếp cho hai em xe này. Rồi. Thì ở hai con xe này đều là hai máy anh em, đều là hai máy. Thì con này chơi nó hay hơn nè, con này âm thanh như bốn máy, chơi trải nghiệm rất ok. Hai con này cùng ô đo luôn. Cũng mới đi mười mấy ngàn thôi, cùng ô đo và cùng chất xe luôn. Thì con này bên đây sẽ đẹp hơn chút xíu. Con này là 2021, con này 2018, con này 2021 nha anh em nha. Benelli 2021 302S. Con này đồ zin đầy đủ và có bô đồ đầy đủ cho anh em luôn. Rồi thôi, bây giờ mình sẽ cầm máy quay, mình quay từng cái chi tiết cho anh em ngắm xe. Mình cầm như vậy cho anh em dễ quay ha. Chắc hẳn là anh em sẽ thích cái con Benelli 302 trước ha. Mình sẽ quay Benelli 302 trước.
thì con này là bô zin, đồ zin còn đầy đủ nha anh em. Con này chở người ngồi sau rất là êm ái do cái yên của nó nè anh em. Anh em chở người ngồi sau thì cực kỳ êm ái ha. Hai xe đều là biển số Sài Gòn nha anh em. Đó, hai xe tất cả đều là biển số Sài Gòn. À, con Bentley 302 được bọc keo nha anh em, nào không thích thì tháo keo ra. Lên được cái bộ bô là rất là đẹp nè. Bô zin còn nha anh em, bô zin còn luôn, cái bô rất là đẹp ha. Đó, ABS trước sau, ABS sau, ABS trước. Bây giờ thử hỏi anh em, bây giờ anh em mua một con R15 hay con MT15 150 thôi. MT15 mua mới giờ cũng 74-75 rồi, ra giấy cũng 74-75. Con này có 6 mấy triệu anh em chơi sướng không? Quá đã, quá tuyệt vời luôn. Và đồng hồ ở trang bị LED. Con này đẹp là đẹp sao anh em, còn 3 chìa khóa zin đầy đủ nè. 3 chìa khóa zin đầy đủ cho anh em. Đó. Đồng hồ đầu đèn LED nè ha. Đó, đầu đèn LED nó khác 302 thường là vậy, đầu đèn LED. Đồng hồ LED rất là đẹp ha. Đồng hồ hiển thị tất cả các thông số rất là đẹp. Đó. Có báo số rồi, báo xăng đồ đầy đủ. Báo số, báo xăng nè. Dòng tua đầy đủ rất là đẹp. Đó, mấy cái đồng hồ này Benelli được làm lại rất là bền ha, nắp bình xăng. Đó. Rồi. Mọi thứ cục máy rất là đẹp. Con này có chống độ bảo vệ các nước đầy đủ, cục máy còn rất là đẹp ha anh em ha. Đó, cục máy cực kỳ đẹp. Gác chân đồ đẹp hết, xe còn keng nha anh em nha. Đó, dĩ rồi chưa có mòn gì hết luôn nha anh em. Dĩ còn mượt luôn nha, không có mòn, không có gì hết. Đó. Bảo vệ các nước luôn nè. Đó. Rồi. Tay con tay thắng này lên nha. Bộ tay con tay thắng zin vẫn còn nha anh em. Đó, xe quay cho anh em coi trực tiếp rất là đã, rất là tuyệt vời ha. Rồi, con Z3 này, con Z3 này nó sẽ giá nó sẽ cao hơn con Z3 mình chuẩn bị về, một con Z3 màu đen nó sẽ 50 mấy triệu thôi, nhưng con Z3 này 62 triệu, nó sẽ hơi cao chút xíu, nhưng mà cùng được là đẹp anh em, cực đẹp nha. Thứ nhất là nó sơn zin là keng xà beng luôn ha. Chủ xe đã bọc lên một bộ keo, lớp keo chùm tem, một lớp keo trong đó anh em. Đó là cực kỳ mới nha. Bô zin nè, cực kỳ đẹp ha. Đó, ABS trước sau, cục máy thì bao đẹp rồi. Odo là mới đi 13.000 chuẩn nha anh em. Đối với những xe mô tô 13.000 chuẩn là đi rất là lâu, rất là bền. Hai chìa khóa Kawa theo xe luôn. Xe này là xe cực kỳ zin ha anh em ha. Hai chìa khóa Kawa theo xe nè, 13.000 nè. Đó, chuẩn luôn nha anh em nha, chuẩn 13.000 thì nó còn rất là mới, mọi thứ là còn mới tinh luôn. Đó, từ nước sơn, cái này là bọc keo rồi nha anh em nha. Đuôi zin nè. Đó, xe này thì mình mua chính chủ nha anh em, thì ký ủy quyền được thoải mái nha anh em nha. Còn xe này là thằng em nó ký ủy quyền về Kiên Giang, rồi bây giờ Kiên Giang bán về lại thì mình bao rút hồ sơ cho anh em luôn, mình ký về cửa hàng, ngày mai mình sẽ bỏ rút luôn. Anh em nào mua thì chỉ về bấm biển số thôi. Đó, ngày mai mình bỏ rút hồ sơ luôn. Thì hai xe thì con này, con Z3 này cùng ô đo thì con Z3 này nó cộp hơn nhiều nha anh em nha. Z3 nè. Đó, mọi thứ là đều keng nha anh em, từng cái chi tiết nè. Rồi cho anh em coi tiếp ha. Cho anh em coi cổ nè. Này thấy đẹp không? Ốc đẹp không? Ghi đông nó đẹp không? Đó. À, con này có báo số luôn nha anh em. Con này lên sẵn báo số cho anh em nè. Z3 thì không có báo số. Lên có báo số cho anh em. Đó. Ok chưa anh em? Rồi ở đây có cái giá đỡ điện thoại luôn nè. Ok chưa anh em? Rồi. Có cái chống đổ luôn nè. Cả hai con xe nào cũng lên chống đổ hết, đỡ mớ tiền nha anh em. Đó. Xe rất đẹp luôn, dĩ thì mới luôn, 13.000 thì không có gì để suy nghĩ nha anh em. Đó, 13.000 chuẩn. Tay con tay thắng nè. Đó, đẹp tuyệt vời ha anh em ha. Đó, xe phải keng như vậy mới bán giá cho anh em như vậy được chứ. Mua về chỉ có đi thôi, anh em nào muốn trải nghiệm thì đi rất là tuyệt vời. Đó, cổ bô nè. Đó, rất là đã luôn ha. Xe còn rất là keng, cái này giỏi zin theo xe luôn nha anh em. Giỏi zin của Z300 theo xe luôn nha. Đó. Đẹp chưa anh em? Con này thì người ta có lên một bóng đèn LED rồi. Để cho anh em coi. Đó. Lên đèn LED nha anh em. Đèn LED nè, đó. Lên đèn LED hết rồi nha anh em. Zin của nó là halogen, bây giờ đã lên đèn LED hết trơn rồi. Đó. Đèn hơi sáng nha, đèn rất là sáng. Đèn sáng là kia luôn. Rồi. Ok anh em. Thì còn gì nữa đâu quay anh em ơi. Đó, thì có hai con xe rất là đẹp, rất là xịn sò. Anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình. Đó. Cục máy thì còn như mới luôn anh em. Đây, cục máy Bentley nè, cái phuộc mà đẹp ha.
302S là nó fix hết mọi lỗi của 302, 302S ngon hơn nha anh em. Đó, mình thấy thị trường xe ngon gì người ta bán bảy mấy không mà nha anh em nha. Đó. Rồi. Cục máy con này quá ken luôn anh em ơi. Anh em nào qua coi ở ngoài mới biết độ ken của em nó. Đó, keo thì bọc nguyên xe nha anh em. Bọc từ trên xuống dưới, bọc keo hết sạch luôn. Không có chỗ nào mà không bọc nha, bọc keo hết nè, đó. Anh em khỏi sợ cái việc mà chày xước ở trong. Xe bọc keo hết rất là đẹp. Rồi ok anh em nào thích thì cứ liên hệ cho mình. Đó. Rồi, thì đây là cái clip đầu tư quay cho anh em để anh em ngắm trực tiếp mấy con xe hay nhất có thể. Thì cảm ơn anh em đã ủng hộ shop của mình. Thì bên mình có nhận thu mua, là thu mua xe nè, nhận giao lưu trao đổi xe nè. Ví dụ anh em mua xe 150, anh em muốn giao đổi lên 300, 300 lên 400, 400 lên 600, 600 lên 1000, thì bên mình đều có đầy đủ các dòng xe cho anh em để nhận giao lưu trao đổi hết. Đó, thì nhận quay đầu xe nè. Ví dụ anh em mua con xe này, anh em đi thời gian, anh em muốn quay đầu thì bên mình vẫn nhận thu lại ha. Với điều kiện là xe ok, xe đẹp thì bên mình thu hết cho anh em. Anh em cứ yên tâm. Đó, thì bên mình phục vụ anh em. Nhớ nha anh em, bên mình có thu mua xe cũ nha anh em. Nhiều anh em hỏi bên mình có thu mua xe cũ không, thì dĩ nhiên bên mình có thu mua xe cũ. Bên mình thu mua xe cũ thì bên mình mới gọi là bán lại xe cũ cho anh em được, chứ không thu mua thì sao mà có xe bán lại cho anh em. Rồi ok anh em, thì đây là hai dòng xe, anh em nào thích xe nào thì mua xe đó nha. Đối với dòng xe Nhật như Z300 thì nó sẽ không có tiếng bô un giống như con Bentley 302 được, nhưng mà được cái độ ổn định nó cao. Còn con này mình phân tích luôn cho anh em, bởi vì cái cục máy của nó đánh vậy nè, vinh, cho nên nó thì cái tuổi thọ của nó sẽ ít hơn con Z300 xíu. Nhưng mà đối với những đời xe 221 như gì á, thì anh em đi cũng phải 5-6 năm nữa thì máy nó mới xuống anh em, chứ bây giờ máy nó còn mới lắm, máy nó còn mới còn một lắm anh em. Và con này đi xa rất là đầm nha, khẳng định anh em, con này mà đã đi xa rồi đi xa rất là đầm. Lại con xe này chất xe nó còn ok anh em, nó ba chìa khóa luôn nè, ba chìa khóa zin theo xe là còn ba chìa luôn, thì chất xe nó còn ok, thì anh em chơi ok trải nghiệm, không có vấn đề mà hư sửa chữa gì đâu anh em. Với lại do cái dòng Bentley 302 trước người ta bán được rồi, người ta bán được nhưng mà nó có một số lỗi, cho nên bây giờ qua cái dòng Bentley 302S này người ta khắc phục được số lỗi, khắc phục nhiều số lỗi như đồng hồ điện tử nè, ABS nè, phuộc nè, vỏ rồi nè, mâm đồ đẹp hơn nè, nói chung là xe nó cũng nhẹ hơn. Đây, ai nói xe này nặng nè, nhẹ hiều nè anh em, nói nè, nói chung là nó cũng rất là nhẹ, nó theo mình cảm giác thì nó nhẹ hơn con Bentley 302 thường. Nó nhẹ hơn con Bentley 302 thường. Còn Bentley 302 đời đầu thì nó nặng hơn xíu, con này em thấy nó nhẹ, cơ bản nó nhẹ. Đầu đèn rồi thì nó cũng nhìn nó cũng bét, nhìn nó cũng hay anh em. Đó, này mà chở người yêu phía sau là ok lắm nha anh em. Tay dắt rồi cũng ổn định nè. Tay dắt rồi cũng dễ dắt. Nói chung là con này cải tiến từ con 302 lên thì nó ngon hơn 302 nhiều anh em. Nhưng mà bây giờ giá bên mình bán rất là rẻ. Hơ, bằng một nửa giá so với xe mới à anh em à. Một nửa giá so với xe mới à. Đó mà đã bao gồm hỗ trợ anh em rút hồ sơ đồ này nọ luôn anh em. Đó. Còn anh em kêu bớt rồi chắc mình không bớt nữa đâu nha anh em nha. Đó, cái này mình đăng như vậy là để xét giá cho anh em rồi, mà còn rút hồ sơ này nọ cho anh em nữa. Đó, anh em nào thích ổn định chơi Z300, thích ok máy un cho lại nghe tiếng máy, thích máy un chơi Bentley 302. Rồi ok anh em ha. Quá đã anh em, quá tuyệt vời. Rồi ok anh em, thôi mình kết thúc clip ở đây. Anh em nào thích xe nào thì cứ liên hệ cho mình, số điện thoại 0916640653 gặp mình Biker nha anh em. Ok anh em, bye bye anh em.